Đây là bản tin số 39 từ SEA Games. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tuần trước có những tin tức gì đáng chú ý nha. EA Dice trì hoãn thời điểm phát hành Battlefield 2042. Năm 2021, khoảng thời gian trì hoãn phát hành game đã và đang dần trở nên không quá xa lạ với cộng đồng gamer rồi. Gần đây là câu chuyện đội ngũ phát triển Dying Light phần 2 và Lost Ark điền tên vào danh sách hàng chờ sang năm 2022. Và rồi tuần trước, chúng ta đã đón nhận tin tức không vui về ngày trì hoãn phát hành đối với bom tấn Battlefield 2042. May mắn là cuộc hẹn này chỉ bị trễ hơn một tháng so với dự kiến. Hầu hết các nhà phát triển game đều đang phải đối mặt với khủng hoảng đại dịch, thứ đã tác động phần lớn đến hiệu suất làm việc. EA Dice cũng không phải ngoại lệ. Trong một trạng thái thông báo trên tài khoản Twitter chính thức của Battlefield, đội ngũ EA Dice cho biết: "Chúng tôi đã quyết định giờ thời điểm ra mắt Battlefield 2042. Tựa game sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Việc xây dựng thế hệ Battlefield kế tiếp trong thời kỳ đại dịch toàn cầu đã tạo ra những thách thức không thể lường trước cho đội ngũ phát triển của chúng tôi. Với quy mô và phạm vi của trò chơi, chúng tôi đã hy vọng mình sẽ cùng nhau trở lại studio khi ngày phát hành cận kề. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại đã không cho phép điều đó sẽ đến một cách an toàn. Và với tất cả công việc khó khăn mà các đội đang làm ở nhà, chúng tôi cảm thấy điều quan trọng nhất ở đây là phải tốn thêm chút thời gian nữa cho Battlefield 2042 thì chúng tôi mới có thể mang đến cho các bạn một sản phẩm hoàn thiện hơn. Sự háo hức của các bạn đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào trò chơi mà chúng tôi đang tạo ra. Và chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn sẽ kiên nhẫn trong khi chờ đợi chúng tôi hoàn tất nốt giai đoạn cuối này." Những chi tiết mới nhất về bản beta sẽ được gửi đến các bạn vào cuối tháng này. Battlefield 2042 là một tựa game đa người chơi phức tạp với quy mô lớn hơn tất thảy các tựa game trước đây của EA. Có lẽ vẫn sẽ rất đáng để chúng ta chờ đợi để đội ngũ này có thể làm cho nó chỉnh chu hơn nữa. Sự kiện PlayStation Showcase đã khiến cộng đồng PlayStation vô cùng háo hức với hàng loạt tựa game thú vị được tiết lộ. Chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên dành cho God of War Ragnarok, và Sony đã xác nhận Ragnarok là phần game cuối cùng trong loạt thần thoại Bắc Âu. Trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Captain Cuba, giám đốc sáng tạo của Santa Monica, Corey Balog tiết lộ lý do rằng có lẽ việc dành đến tận 15 năm cho một series để tạo nên một phần kết dường như là quá dài. Ông cùng các đồng đội nghĩ rằng hai phần game này dường như đã là quá đủ để đóng lại cuộc hành trình của Kratos và Atreus. Từ lúc bắt đầu nhánh thần thoại Bắc Âu, câu chuyện dường như đã xoay quanh mối quan hệ giữa hai cha con họ. Thật sự, nếu câu chuyện cứ tiếp tục phát triển, thì Santa Monica e rằng cốt lõi ban đầu sẽ vượt quá khuôn khổ này, và tất nhiên là họ sẽ không cho phép điều này xảy ra. God of War Ragnarok được kế hoạch phát hành lên PS4 và PS5 vào năm 2022. Nintendo Switch cuối cùng đã hỗ trợ âm thanh Bluetooth. Đã 4 năm kể từ khi trình làng, Nintendo Switch chính thức hỗ trợ âm thanh thông qua Bluetooth mà không cần bất kỳ phụ kiện bên thứ ba nào. Đây là tính năng chính trong bản cập nhật số hiệu 13.0.0 hiện đã sẵn có tải về. Theo trang hỗ trợ của Nintendo, sẽ có một vài giới hạn cần lưu ý. Chỉ có thể ghép nối tối đa hai tay cầm trong khi sử dụng âm thanh Bluetooth với Nintendo Switch, và headset sẽ bị ngắt đi tính năng nói chuyện thông qua mic khi chúng ta chơi những tựa game đa người chơi. Ngoài ra, chỉ duy nhất một thiết bị âm thanh Bluetooth được phép kết nối trong một lần. Các tính năng mới khác được bổ sung thông qua bản cập nhật lần này bao gồm: tùy chọn nâng cấp firmware của Switch thông qua cổng LAN trên dock, và cài đặt duy trì kết nối Internet có dây khi ở chế độ Sleep để quá trình tải xuống diễn ra liên tục. Cuối cùng là bạn có thể kiểm tra kết nối không dây Wi-Fi của mình sử dụng băng tần 2.4GHz hoặc 5GHz. Và thông tin về bản cập nhật mới nhất dành cho Nintendo Switch đã kết thúc bản tin tuần này từ SEA Games. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.